Cụ là chủ tịch giáo hội Vâng, Phật vâng, giáo đây. của huyện Giao Thủy à? Vâng. Bảo cũng con người đấy, chúng tôi ăn với tu được chứ? Đấy, mày tu, để ăn được với tu. Chó còn chén này. Thịt chó không ăn chén. Thực túc bình không, thường, cái thịt canh bảo vậy. Thịt canh thôi, thế bảo có người bảo là thịt canh phụ thượng tọa vẫn vẫn ăn đấy. Ô hai. Không, có đấy. Nhóm đợt nhiều đi. Người nói rồi. Thầy thật, mày không được nói. Nói cho biết, nói để biết biết đây mà nói vậy. Thật. Không không. Không phải là bôi bác mà thật mà. Không nói thật chứ không phải thầy nào cả. Phái như bà Cúc sư thầy như này con lại lại chay thường như kia người ta lại ăn vậy. Đấy là thật chứ. Bà nào ăn chay? Sư ở dưới chùa Tam này này. Chùa Tam đúng rồi, bà ăn chay đấy. Ăn chay hết người ta ăn chay chứ kia ở cái huyện này thì Giao Thủy thì tôi cũng chiếm điểm được bao nhiêu, cũng có mấy vị ăn thôi. Vâng. Có cái chùa ở dưới Giao Châu, có cái chùa Hành Tam này. Hành Tam đấy, Hành Tam, Tam của Hoành Sơn, ăn Thủy chay đấy. Trường đấy thầy ạ. À. Chay trường. Cái vâng. Đấy người ta cũng ấy, nhưng mà khi mỗi người mỗi khác, mỗi ấy mỗi khác. Phải đâu bôi bác mà nói thật. Cái ông Nam ấy, giới là ông ăn bậy nhất ấy. Thầy cao tay hơn, ăn. Ăn đấy. Nói Đức Phật dạy là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Mà bây giờ nó giữ được giới nào? Rượu, bia có khi vẫn uống nào chứ? Uống ác. Uống khoát gì? Uống cốc như này. Uống là rượu uống. Không uống bia. Thấy là thích tâm thẹo, còn trên đời là khoát, hiểu chưa? Không biết thầy á. Nhắm nhức là không có giao tiến nhắm tốt đấy. Thầy cũng hình như là dứng một cái hội phàng 60 năm à 60 người mà đâu một tháng hay là 3 tháng một lần rút đấy. Vậy cả. Vâng, phụ là đấy lắm. Khỏe lắm. Phụ sinh năm 58 hay 57 đấy, 58 ấy. Béo mà. Thì ăn vậy chả béo khỏe. Đây, ông này là phụ thích thịt mỡ mà thịt thủ cơ. Cứ thịt thủ đi đầu này thì nhắm thì. Thì các chú à các chú ở Giao Tiến à? Hay ở đâu? Bọn chỗ nào ở Giao Yến nhưng mà ở Giao Yến à. Nhưng mà làm nhau Tiến nhiều. Nhưng mà gặp ông ấy người ta nói là đúng rồi. Chứ không phải cũng biết cũng thấy nhiều biết nhưng ta nói nhiều. Vâng. Đi trước cái đình đám hay ăn ấy. Đình đám là những người ấy mới thỉnh cụ ấy, nhà có người đi ăn bài Phật trước ấy. Ôi giời cái đợt này nhóm là cái đợt cá khoai mà đầu riêng này nó 400-500 nghìn một cân, cụ có khi là thích ăn cả cá khoai chứ. Không ăn được ạ. Biết thế ngày xưa này không biết vùng biển này biển này biết hết mà cả sứa nữa biết hết mà có cái là bây giờ tu thì phải cứ biết sợ thôi chứ còn cũng vậy bệnh tật nó mới ra đấy. Ngày xưa là cứ thích ăn dạ dày nợn, bây giờ là dạ dày món đấy thì nè. Hả? Phái khẩu à? Vâng. Đấy, nói thật với chú là câu chuyện nó buồn cười thế này này. Ngày xưa là tôi nằm tàu, tôi đi lấy than ở Cẩm Phả, Quảng Ninh ấy. Cứ trưa là đêm, nước về đêm mà, cuối năm mà. Thế xong là lấy hàng xong là mấy cậu là bên mỏ ấy, bên giao nhận ấy. Nó rủ nhau đi ăn, ăn đêm ấy. Thì bấy giờ cái năm 97 nói với các chú là cái chân gà mà gà công nghiệp ấy. Thì bây giờ mình không biết ở đâu. Bây giờ mình nghĩ là Trung Quốc. Ồ, nó béo mà nó mỡ ra xong rồi bắt đầu nó đang nướng đấy. Xong nên là cứ nằm hai chân gà, nếu mà ông nào hăng hăng ăn là ăn bốn chân gà. Chân gà nó ngon. Ờ, xong mới uống một chai bia Hà Nội đêm ấy, xong về nhà mới ăn bát cháo. Ông thì ăn cháo ấy, cháo bò hay cháo sườn. Mình bảo thôi ăn cái loại nòng gà đấy. Thế bây giờ mới nói là khi bây giờ sau này cái chân bây giờ nó mới thoái hóa khớp gối không ạ? Mình bảo ngày xưa nhai nhiều chân bò, chân gà quá. Thế bây giờ đi đứng ở trên núi cứ xuống dưới là đau lắm chứ ạ. Nó thoái hóa mà. Còn về nhà là ngày xưa đây bà ấy là
xã là cứ thích ăn mua cái xương sườn với cái xương ống ấy, hay là xương cổ ấy, nọn ấy. Xong rồi hầm. Hầm ăn bún ấy. Không biết bây giờ thoái hóa mười mấy năm rồi cứ thoái hóa cổ với thoái hóa nưng thì thôi. Vậy tôi bảo bây giờ thôi nhân quả phải chịu, mình trước mình làm người ta khổ, bây giờ mình phải chịu. Đau lắm chú ạ. Cái tuổi mà 60 trở đi mình bây giờ đấy, ngồi đấy là mình bây giờ mới biết. Chứ còn bây giờ bình thường ngày xưa tôi cũng đi suốt đấy chú. Chú biết là đi từ Cẩm Phả mà về đây 200 cây số mà đi 6 cái phà chú biết không? Thế mà đi từ 3 giờ chiều là đi mà cho đến 9 giờ đêm ấy, là mới về đến nhà đây này, mà đi mấy cái phà cầu. Riêng Nam Định thì không dám đi đò nữa, mà phải đi qua Nam Định xuống đây. Xe bây giờ cái xe hoàng tử gọi là cái xe Suzuki 125 ấy, tôi phải chơi hai đời xe chú ạ. Sáng lắm, từ năm 97 tôi đã mua hai đời xe vậy đấy. Sau 2005 mới có ô tô ấy chú. Trở lại bây giờ mới có ô tô đi chứ ngày kia khổ lắm. Mình nghĩ cảnh là mình xưa mình không biết mình ăn, nên là bây giờ là bệnh tật chữa khổ lắm chú ạ. Thầy đang ở ngoài Bắc này mà vào mãi miền Nam mà miệng trong nó không rét, ngoài này cô nam cô mặc như vậy, ngoài này đây có mỗi cái quần một ống này với cái quần cái vải quấn quấn này này rộng 6 mét này, với bên trong này với cái áo giữa này thôi, chứ làm gì có cái loại mà áo này đâu. Áo này ông Phật về đây mình có thôi. Và đây nó rét. Hôm qua thầy về là con đang bảo là sao lại ở đây tu thì họ mặc kiểu khác. Đây tôi là bên phái Nguyên Thủy đi xin ăn, còn các thầy thì bên đái đại thừa là mặc theo kiểu đi áo nhà quan của Trung Quốc nó truyền. Nên là cái âu phục nó cũng khác. Ông Phật cũng cho có ba cái y với một cái bát mà mình đã đến nói ra thì nó xấu hổ. Vậy ông đã đi xem nào, cũng năm cái thôi chú ạ. Khổ vậy. Để thêm một cái quần một ống nữa với một cái áo giữa nữa. Còn cái áo hậu này gọi là cái y to này này là có một cái thôi. Cứ đi xin ăn vậy thì họ cho ăn cái gì ăn đấy à? Có ngày còn không có cơm luôn. Vậy à? Và toàn bánh trái với quả đây các thứ. Đấy là đi thực hành thôi chứ bây giờ giáo hội người ta không cho đi nữa rồi. Dưới chùa nấu cơm xuống sức bát xin ăn thôi. Chứ bây giờ người ta sư giả nhiều. Bây giờ sư giả nhiều. Hành khất đấy. Đấy đấy anh em mạng. Đấy người ta mặc. Đâu nó quỳ đi một bước quỳ xuống một bước thế này. Không ông đấy là ông điên đảo tưởng đấy. Làm gì Phật dạy đi quỳ vậy đó. Ông điên đảo đấy. Mấy đứa trẻ con ấy. Nó quần áo nó không giống thầy này, xem cái mạng nó cũng đi được không? Có cái bát nó quỳ xuống để cái bát nó lại đi lại bước lại quỳ xuống. Không phải chứ. Là... vì ông Phật không, không dạy làm khổ mình. Cái gì? Bộ đội thì gọi là đi ra ngoài, còn các sư là nói là đi thực hành. Nhưng mà ông Phật ông ấy không dạy vậy. Tu là không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sinh. Ôi giời, có ai không chấp nhận tiền đâu, có ai không xin tiền đâu, ít lắm. Ít người hiếm sợ nhân quả, sợ tiền lắm. 200 chấp nhận đến 500 nhận. Không bối bác thì nhưng mà tùy từng người thôi. Đúng rồi, không đại bộ phận, nói chung là ông Phật ông dạy là không được cầm tiền. Nhưng bây giờ thời đại này không có tiền thì các thầy sao? Uống cà phê thì chè. Anh biết cái thằng sư ấy nhỉ? Rượu. Ơi, sóc đĩa thì ông đã thì kinh rồi, ông ấy hòa này. Đây, đại đức nhá. Đại đức là ông đệ giao hà đệ. Chùa đệ không khoát thì. Nào khai đấy. Con ấy phải tẩn này. Thì ông đã thì thôi rồi ông ấy. Nói ông như ông đây thì phải sóc đĩa này thành thần. Ông đây là thầy Giáo Tiến. Thầy Đức ở Giáo Tiến. Còn là cái ông kia ông lấy đi ông ở Lào Cai á. Vâng. Ôi giời ông sư gì ông đã lấy vợ rồi. Lấy vợ ở đây, ông đấy là ông vợ ở đây mà. Tôi nên dặn chùa đấy rồi, tôi nên dặn chùa Lào Cai rồi. Ông Tiến thì nên định học
cái hồng đường dẫn lên hồng. Có con mẹ nó cũng là sư tu mà nó ở trong Nam ra, nó ở cứ dưới hầm là đêm nào cứ đả thôi. Mẹ nó mà con nó trắng trẻo lắm, xinh gái ông Tiến vào đây. Tiến vào đấy mà thầy ở đây thì đi còn với ông Tống Tiến biết lái xe với anh Trống mà thì thầy đi ấy đi chở tôi đi vậy là mấy hôm là cụ là chuột rút. Có cái con mẹ nó ở dưới hầm ấy. Ông sư ông đấy ông về ông xây cái nhà cũng cũng cất to lắm. Chứ ông sư nào cai ấy. Ngày xưa ông ở cái chùa Diêm đấy của thầy Thích Tâm Thuần. Nhưng mà đưa lên Lào Cai rồi ông ở trên ấy nó thế gần Trung Quốc rồi. Kim mà. Đấy từ ông quê Kim đấy, sư Kim. Kim mà. Mấy ông mấy sư Bắc sư Huân mà. Đấy sư Huân, đấy là sư Huân. Đấy. Ông sư Huân là lấy vợ ra đời. À. Vâng. Khiên ông kinh nhỏ. Sóc đĩa ông to tay đấy. À. Đấy, kinh lắm. Nói vậy không phải bôi bác mà. Không, nó thực tế dân người ta biết lạ thì người mặt còn trúng người ta biết hết. Thì điều người ta không biết vì giới luật của Đức Phật thôi. Nhạo báng Phật Thánh nhưng mà gọi là... Không phải, đấy là mày chỉnh đạo đức đấy chứ, cho người ta rút kinh nghiệm ấy chứ. Cho những người sau này rút kinh nghiệm. Các chú nói vậy là để rút kinh nghiệm mà nó khi mà nó thèm lên là mình phải nhắc nó. Đánh bài, đánh biếc là chết nằm đi tu có mỗi một nghề, đi xin ăn là nghề duy nhất, không làm nghề gì khác mà. Cúng bái đâu, ông Phật không có dạy cúng bái đâu. Chứng tỏ các chú mà đi dân dân đi làm thợ xây mà không biết hết được các thầy. Thầy bảo đi về truyền miệng ấy, người ta bảo người kia ấy. Không, cái này là có đấy, Phật tử người ta cũng nói rồi chứ không phải các chú đâu. Chứng tỏ dân nó cũng rất là sành, biết hết đấy. Cái thời đại giờ mạng mà, người ta nói ra. Dân rồi người ta cũng lòng thành ấy. Không, không, bây giờ nó nói với ủng hộ cái người mà không đúng đạo đức của bậc làm thánh là mình cũng hỏng ý, không phải không đâu. Ông Phật cũng dạy là theo ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Có phỉ báng Phật thì còn gì nữa. Nhà mày là u ý đi chứ. Thà là ở nhà ta bảo thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu giờ chùa. Ở nhà mà tu có khi lại đỡ. Nhất là mấy bà đi chùa nên coi như là hàng tháng mà góp tiền vào đấy thì khác gì là phá đạo đức con của ông Phật. Xưa ấy là có cái anh nó bạc mua cái xe Mazda đợt mua xe mới 40 mới mang cái xấu về đây thả đấy. Tại người kia cũng anh bạc cũng to tay. À. Anh bảo là mình bảy bảo là Nhương không thì là mấy ấy là con đấy là ngoài cứ bảo khoe cháu đây có cháu nuôi đây mình bảo cụ chuột rút rồi. Không tin làm gì, có chú làm gì mà như vậy. Mình bảo đấy không tin thì hỏi xem mấy hôm thì mặt ghét chả bảo gì nữa. Đây nghịch cho đấy, nghịch cho đây. Nghịch đấy. Nói chuột nói cái từ địa phương chuột rút là như nào. Chúng tôi không biết cái đấy đâu. Không có cái ấy đâu. Người tu là phải khác người đời chú ạ. Giống người đời thì nói làm gì tu hành nữa. Để mong rằng nào quý thầy phải giữ gìn cái đạo đức. Đạo đức làm người với làm được thánh. Mà làm như vậy để cho là nó đỡ khổ cho mọi người. Mình không giữ được mình thì làm sao nói được người, khó vậy. Nên xã hội mình nó luôn luôn khổ là vì cái lòng tham của người mà người cha, người mẹ thì con nó học tập đúng không? Mà cái lòng tham của cái ông thầy dạy, thầy giáo ấy thì cũng để học sinh học. Mà ông thầy tu thì để tín đồ nó học theo, đúng không? Khó đạo đức xã hội mà. Vậy chứng tỏ tôi đi cảnh nghề nào các ông cũng biết được cái các thầy giỏi thật ngày nay giỏi. Thầy biết hết chứ. Ừ. Cái huyện này biết. Vì các chú cứ nay làm nhà nọ, mai làm nhà kia, thấy mấy bà áo nghẹo mặc áo tràng đi bắt đầu hỏi, bắt đầu người nọ đàm tiếu người kia biết ngay mà đúng không? Tự nói ra. Như thầy
hôm nay về vậy là còn mở rộng nữa, còn biết được nhiều cái hay đấy. Đấy, chúng tôi ở tu ở núi chúng tôi không biết cái gì đâu. Ngày xưa thì nó đỡ, bây giờ càng ngày bây giờ này càng khó. Bây giờ có tiền xây cái chùa to mấy chục tỷ như ở Cho Cân đi, nhỉ? 30 tỷ đấy, cái năm nào ấy phải không chú? Ông xin đấy. Ở đâu ông đi xin đâu về mà Sài Gòn về đấy? Vâng, ông xin trong miền Nam đấy. Ở Giao Tân, gọi là Giao Tân của Giao Thủy Nam Định. Ông Sư Bắc đấy. Vâng. Đúng rồi, vậy ông biết Sư Bắc à? Vâng. Ông đang xây một cái chùa cho cái bà ấy to lắm. Bà mẹ nuôi của ông ấy. Mẹ nuôi là ở đâu? Ở chùa Giao Tân ấy. Hay cái bà giáp Giao Tiến đấy à? Vâng, đấy cái chùa đấy. Ở cánh đồng đấy à? Ở đấy, ông chờ ở đấy không? Ở cánh đồng đấy à? Vâng, ông xây cái chùa to lắm. Bà ấy là cũng dài ông Kim đấy. Vâng. Đấy, chú Bản Loan đây. À. Nhưng mà bên chúa người ta mới có cái con nuôi, nhận con nuôi, bố nuôi. Nhưng bên đạo Phật là đi tu rồi mẹ đẻ cũng không được, chứ nói mẹ nhận nuôi. Nuôi đấy à? Ni ra cắt ái rồi làm gì con nuôi nữa. Chỉ mỗi ông Phật thôi mà. Ôi là hôm cách đây hơn tuần tôi đi qua cái chùa ấy rồi, mới xây, ngày xưa tôi đã vào cái chùa ấy rồi. Bảo nhanh thật họ. Sơn Loan đấy. Sơn Loan đúng rồi. Giáp Giao Tiến với Giao Tân đấy. Cái đường bây giờ đổ ngon nhỉ. Thầy Khoát vừa rồi xây cái chùa ngoài Giao Hà cũng to nhỉ. Ông Kim với ông Khoát luôn luôn xây cái những chùa to. Ôi, thấy được mấy chùa hả? À? Đấy mấy chùa đấy. Ông Kim nhiều chùa lắm. Chim ông Kim nhiều chùa. Để chùa có nhiều. Tại sao mà chúng tôi đi để gốc Phật dạy, chúng tôi sợ nhân quả. Bây giờ mình không tu được, cái một kiếp sau lại làm người, có khi trả được làm người, ăn thịt chúng sinh thì làm chúng sinh, làm sao mà làm người được. Thế thì nợ à? Nợ thì chết. Thì người ta cho ăn rồi, cho mình ăn rồi. Nên là sợ ở đấy. Vậy nên phải bóp mồm, bóp miệng đi các chú ạ. À. Muốn ăn phải nhắc nó vào, bây giờ mày không được ăn vậy. Ăn vậy ông Phật không có dạy mày ăn vậy đâu. Ăn đủ thứ, ngày đi xin được cái gì ăn cái đấy. Chứ mày đi mày thích ăn cái nào mày mua, tiền không có làm sao được. Mà lấy của người ta là nợ. Các cụ nói một câu là gì, của cho là của nợ, của biếu là của no, đúng không? Vâng. Quê mình nhỉ? Biếu của cho no, là của nợ. Cho là của nợ. Thế nào cũng phải nợ nhân quả thôi. Nên là sợ lắm thật đấy chú. Nói sao thầy cứ phải lấy chứ. Ví dụ như không ăn ốm đau bệnh tật đấy. Đấy ốm đau không có này phải chạy về gia đình đấy. Còn ở dưới đấy cái không xin thầy tổ. Không, trong Đức Phật dạy nó có bốn cái cúng dường. Một là cúng dường thức ăn. Hai là cúng dường y áo là mặc cái này. Ba là cúng dường chàng tọa là cái chỗ ở, chỗ nằm ấy. Bốn là cúng dường thuốc men. Nhưng mình kiểu phước còn kém nên là tiền ở chùa nó ít. Sợ nợ mình phải chạy về. Nhưng mà nói thật với chú cũng là cái quyết tâm thôi. Tôi cũng có xe đẹp 2018, xe mua gần tỷ tôi cũng bỏ đi chứ. Có tàu để lại cho gia đình chạy. Có nhà quê ngoài này, nhà biệt thự Pháp đẹp lắm. Ngay chỗ cầu sắt ở chỗ nào vôi này. Rồi có nhà 6 tầng ở Hồ Tây. Nhưng mà tôi thấy cuộc đời Lương hưu cũng có. Quân đội giả. Nhưng mà tôi thấy cuộc đời nó chả thấy có vụ vị gì. Mình chưa đền được bố mẹ mình ấy. Thì thôi đi thôi. Còn ở nhà thì mãi cho các bà ấy sai khiến ấy. Già rồi về hưu ở nhà các bà ấy bảo bế cháu tí là chết rồi. Rồi chúng nó này bảo bế cháu, ông nên bế cháu là đã chết rồi. Thôi tốt nhất là đi ăn dưỡng vậy. Ăn dưỡng thì ăn theo cái đúng tinh thần là đi xin ăn. Lấy tiền của chúng nó này, lấy tiền lương của mình về ăn là không được. Ông Phật cũng dạy vậy, khó cho chúng tôi. Ừ. Ở hết Hà Nội có ở đây đâu mà. Bỏ hết đâu ở đâu. Ở thủ đô con gái út bảo bố thật. Người ta đi thủ đô chẳng được thì lại chụp con về quê. Về quê ta cho mày cái nhà dưới 3 tầng đẹp, biệt thự Pháp, tự tao làm đấy. Đóng gạch nổi nhắm nước. Nguyên ở đất này là mỗi tôi là đóng gạch đấy để xây tầng 3, nhắm nước nổi.
thầy ngày trước vẫn còn khỏe đấy. Khỏe bà ấy, năm nay bà ấy 60 đấy, 60 61 tuổi. Bà ấy sinh năm 61 mà, tuổi trâu mà. Nhưng mà tôi cũng xin bà ấy đi tu từ hơn chục năm nay rồi. Bà ấy tha cho rồi, không dám gì nữa. Tôi cho tiền rồi thì cứ thế mà tiêu đấy đúng không? Cho hết mọi thứ đây còn gì nữa. Con cái cho nhá, nhà cửa hai Hà Nội chứ ở đây cho nhá, xe máy cho, ô tô cho nhá, đến làm ăn hàng năm cũng có tiền, hàng tháng có tiền tàu thủy ấy, cho hết thì còn gì tiếc gì nữa. Chai của đấy thì thép đây à? Ra rồi đúng không?